Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series Một Vòng Studio. Như các bạn biết thì là khi chúng ta mới học cách kiểm soát ánh sáng thì thông thường là chúng ta sẽ tìm đến những cái loại đèn liên tục, mà có lẽ điển hình nhất đấy chính là những cái bóng compact hoặc là những cái tấm bảng LED như thế này. Và hôm nay mình sẽ thử so sánh hai loại đèn này dựa trên 3 tiêu chí, đấy chính là chất lượng ánh sáng này, thứ hai là độ tiêu thụ điện năng và cuối cùng là độ tiện dụng khi sử dụng. Ok, chúng ta bắt đầu nhé. Đầu tiên cũng là quan trọng nhất, chất lượng của ánh sáng. Thì trong nhiếp ảnh cũng như là phim, người ta có một cái thông số để phản ánh chất lượng của ánh sáng, đó chính là CRI. CRI cao nhất là 100 và cái chỉ số này càng cao thì tức là màu sắc của vật thể cho ra lại càng trung thực và càng giống với thực tế. Với đèn LED thì đây là một cái loại đèn mà nó được cải tiến công nghệ theo từng ngày, vì thế nên là CRI của nó cũng dần dần là được cải thiện. Như chiếc bảng LED mình đang cầm trên tay đây thì CRI của nó đã lên đến 95/100, tương đối là cao. Còn với những chiếc bóng compact thì cái CRI nó không được ấn tượng như vậy. Khi mà cao lắm thì CRI nó cũng chỉ dừng lại ở mức 80-90 mà thôi. Còn về màu sắc ngoài sáng thì LED cũng giành chiến thắng, khi mà hiện nay những tấm bảng LED như thế này đã cho phép chúng ta thay đổi được nhiệt độ màu. Ví dụ như tấm của trong nổ đây thì mình thấy là nó có thể cho phép chúng ta đổi được từ 3200-5500 độ K. Còn với những chiếc bóng compact thì nó sẽ bị fix cố định tại một cái nhiệt độ màu. Ví dụ như chiếc mình đang cầm đây thì nó có ghi là Cool Daylight, tức là nó sẽ cho ra một cái thứ ánh sáng hơi bị lạnh một chút. Nó sẽ rơi vào khoảng 5500-6000 độ K. Bây giờ chúng ta cùng nói về khả năng tiêu thụ điện của hai chiếc đèn này đi. Thì với đèn compact mình có thấy nó ghi là 40W, còn với đèn LED thì sẽ là 18W. Tức là chiếc bảng LED này nó tiêu thụ điện chưa bằng một nửa chiếc đèn compact ở đây. Tuy nhiên không phải vì dùng ít điện hơn mà chiếc đèn LED này lại chiều sáng yếu hơn đâu. Bây giờ mình sẽ bật full công suất hai chiếc đèn này để bạn quan sát được độ sáng của chúng nhé. Như nhà sản xuất công bố thì chiếc đèn compact sẽ cho ra độ sáng rơi vào khoảng 2600 lumen, còn đèn LED sẽ là 2280 lumen. Tức là đèn LED nó sẽ chỉ chiếu sáng yếu hơn đèn compact khoảng 320 lumen, trong khi nó dùng điện chưa bằng một nửa. Tức là chúng ta có thể rút ra kết luận là đèn LED tiết kiệm điện hơn nhiều so với đèn compact. Cường độ sáng cao hơn đồng nghĩa với việc là chúng ta có thể bắt cứng được một vài chuyển động, cũng như là có thể đánh đèn qua softbox, qua gel màu mà không sợ ánh sáng bị hao hụt đi quá nhiều. Trong hai chiếc đèn này mình còn nói thiếu một ý nữa, đó chính là tuy đèn LED nó yếu thế hơn về cường độ nhưng nó lại cho phép chúng ta khả năng sử dụng nguồn điện rất linh động. Khi bạn cần hành lý nhỏ gọn hay là bạn cần di chuyển thì bạn hoàn toàn có thể sử dụng pin sạc. Còn nếu bạn muốn ánh sáng nó liên tục, nó ổn định trong thời gian dài thì bạn hoàn toàn có thể cắm điện dựa vào một cái adapter như ở đây. Khi bật sáng hai chiếc đèn này thì bạn cũng dễ nhận thấy là đèn compact cho ra ánh sáng không có định hướng, nên là chúng ta sẽ phải cần một cái light modifier đi kèm để hướng ánh sáng ra phía trước. Nhưng ở đây thì mình dùng một cái softbox của các mặt bạc ở phía trong. Còn với đèn LED thì ánh sáng luôn luôn được định hướng ra phía trước. Hơn nữa là chúng ta còn có thể thay đổi được độ tỏa của ánh sáng bằng cách là dùng 4 tấm ban đo ở xung quanh. Bây giờ thì chúng ta lại nói về độ tiện dụng của hai mẫu đèn này. Thì với đèn compact như mình có chia sẻ phần trên, đấy là cái cường độ sáng của nó tương đối là cao. Nhưng để giảm sáng đi thì các bạn chỉ có đúng hai cách thôi. Một là lùi đèn ra xa. Hai là nếu hệ đèn của các bạn có nhiều bóng compact này thì các bạn có thể tắt bớt số bóng. Tuy nhiên thì mình lại không đánh giá cao cái điểm này của đèn compact cho lắm, tại vì việc này sẽ làm thay đổi cái khoảng cách cũng như là kích thước của nguồn sáng, nên là chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến độ mềm gắt của ánh sáng. Còn với đèn LED thì việc thay đổi cường độ sáng thì cực kỳ là đơn giản rồi, tại vì những cái núm vặn cường độ này là điều bắt buộc phải có, kể cả trên những mẫu đèn LED giá rẻ. Nếu so với độ bền thì hẳn là bạn nhận ra là những cái bóng compact này thì nó dễ vỡ và dễ hỏng hơn nhiều so với cả những tấm bảng LED, vì cái bộ phận phát sáng nó là bằng thủy tinh mà. Nên là lời khuyên của mình là nếu bạn cần mang những chiếc bóng này đi đâu thì hãy bọc chống sốc thật là kỹ vào, nếu không muốn bị mất tiền. Tuy nhiên thì việc thay thế cũng rất là đơn giản thôi, tại vì bạn có thể dễ dàng tìm mua những cái bóng compact này ở những hàng bán đồ điện, và mức giá của nó thì cũng trải dài từ rẻ đến đắt. Còn với những tấm bảng LED thì bạn thấy là những cái bộ phận, những cái linh kiện của nó thì đều nằm kín trong cái vỏ đèn. Và thêm nữa là những cái bóng LED của nó thì cũng rất là nhỏ và nó được bảo vệ rất là kỹ càng, nên là chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm được là những cái chiếc đèn LED này thì sẽ bền và sẽ khó hỏng hơn nhiều so với những chiếc đèn compact. Và trên đây mình đã so sánh hai kiểu đèn liên tục thường được sử dụng trong studio là đèn LED và đèn compact. Nếu bạn mới học cách làm chủ ánh sáng thì có thể bắt đầu với cả đèn compact, tại vì nó rất là dễ mua và giá thành cũng rất là rẻ. Như chiếc 40W mình đang cầm ở đây thì giá chưa đến 100.000. Còn nếu bạn đã có kinh nghiệm một chút rồi
và bạn muốn ánh sáng nó chất lượng tốt hơn thì có thể chuyển sang dùng LED. Như chiếc LED bảng cầm tay mình đang có ở đây thì giá nó sẽ rơi vào khoảng hơn 1 triệu. Vậy thôi, đó là tất cả những gì có trong video này. Hẹn gặp các bạn trong những video tiếp theo.